Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách đó là reset cũng như là cài đặt lại cái tên cũng như là mật khẩu lại của bộ phát Macosit 305R. Đây, hiện tại trên tay mình đang là bộ phát Macosit 305R. Thì cái bộ phát Wi-Fi Macosit 305R này thì hôm trước mình cũng đã nói qua. Thì trong quá trình cài đặt mà các bạn mình chẳng may mà nó mất mạng hay các bạn muốn đổi một cái mật khẩu khác để cho hàng xóm hay là người khác không truy cập được, hoặc là mình đổi thêm một cái mật khẩu bất kỳ, một mật khẩu mới cho mình dễ nhớ đi, thì mình sẽ tiến hành là như sau. Thứ nhất đó là đây, hiện tại cái tên BGH công nghệ của mình là cái bộ phát Microsoft 305 giờ ngày hôm trước mình đặt đây. Thì để tiến hành là đổi tên lại cũng như là mật khẩu lại cho bộ phát Wi-Fi Microsoft này thì mình sẽ tiến hành như sau. Đây, hiện tại cái BGH công nghệ nó bắt này, địa chỉ 192 này, 168 này. Thì đó là đầu tiên là trên chip Microsoft 305R này. Đây, mình đang cắm điện nhé. Thì các bạn vẫn cứ cắm điện giữ nguyên và các bạn có thấy cái nút reset này đây, cái nút reset này nó nhỏ nhỏ này, nó còn nút bằng ngón tay này. Thì các bạn sẽ nhấn và các bạn cầm tay các bạn nhấn vào đây. Các bạn sẽ nhấn giữ và các bạn nhìn cái tín hiệu đèn xanh ở trên cái bộ phát Microsoft này đây, nó nhấp nháy liên tục thì các bạn thả ra. Nó sẽ trong các bạn nhấn tầm khoảng 5 đến tầm khoảng 7 giây thôi. Đấy. Sau khi nhấn thì các bạn sẽ đợi cho bộ phát Wi-Fi Microsoft này nó khởi động lại. Thì trong quá trình nó khởi động lại thì chúng ta sẽ dùng cái chiếc điện thoại này. Các bạn sẽ dùng một chiếc điện thoại iOS hay là Android đều được nhé. Đây. Các bạn sẽ vào trong Wi-Fi. Thì các bạn sẽ thấy đó là cái bộ cái tên Wi-Fi lúc đầu đó là BTH công nghệ của mình nó đã mất rồi. Thì hiện tại nó sẽ hiện ra là cái đó là Microsoft 3 D42 đây. Hiện tại thì cái tên này nó đã xuất hiện ở đâu? Các bạn lưu ý cho mình ở đây. Đây. Đây là cái tên của bộ phát Microsoft này, đây. Microsoft thì bao giờ nó cũng tên là hãng rồi. Cái 3D42 nó lấy từ ID ở cái mác ở trên cùng này, 3D42 đấy là tên bộ phát. Và mật khẩu thì bao giờ nó cũng để trống. Các bạn lưu ý nhé. Mật khẩu thì bao giờ nó cũng để trống nên nó tự động nó bắt vào thôi. Và nó sẽ không có mạng nữa. Đây là các bạn chưa, đây là mình chỉ biết thao tác thôi nhé. Còn các bạn bao giờ muốn có mạng thì các bạn cắm cái dây lan vào đây thì đấy là phát mạng ok đấy. Đây hiện tại thì sau khi mà nó hiển thị cái Microsoft 302 Microsoft lên rồi thì các bạn sẽ bấm vào đây. Các bạn kết nối với nó. Đây, hiện tại thì mình đang kết nối với nó rồi này. Nó không có wifi các bạn nhé. Đây, cái wifi của mình có rồi này. Đây, sau khi kết nối thành công rồi thì các bạn sẽ vào một cái trình duyệt bất kỳ. Ví dụ như Chrome này, Safari này, các bạn vào trình duyệt nào cũng được. Nó sẽ chưa có mạng đâu các bạn lưu ý nhé, nó sẽ không có mạng đâu. Các bạn lên cái thanh địa chỉ này, đây cái thanh địa chỉ HTTP này, bao giờ cái thanh trên cùng này, các bạn xóa nó đi. Đây. Các bạn sẽ nhập cho mình cái địa chỉ đó là 192.168.1.1 192.168.1.1 nhé. Các bạn đi. Nó yêu cầu là các bạn sẽ nhập password cũng như là nhập lại password. Thì cái password này là các bạn tự nghĩ ra nhé. Các bạn tự đặt từ 6 đến 15 ký tự này. Mình sẽ đặt cả chữ cả số đi. Mình sẽ ghi là Đông Lê 190. Bởi vì cái pass này thì mình làm mình dễ nhớ, hay đặt chung với tất cả các pass. Đặt trên sao thì đặt dưới vậy nhé. Các bạn ấn vào mũi tên. Đây. PPOE này, name này. Các bạn sẽ đây. Bấm vào đấy. Sau khi nó hiện ra PPOE rồi thì các bạn bấm tiếp vào thì nó sẽ hiện ra cái Microsoft này. Đây là cái tên Microsoft này là cái tên mặc định của cái sản phẩm này các bạn nhé. Bây giờ các bạn muốn đổi tên hay là đổi cái mật khẩu thì chúng ta sẽ đúng bấm vào cái dòng này. Đây là cái dòng tên này. Các bạn muốn đổi tên bất kỳ thì các bạn sẽ xóa nó đi. Đây, SSID các bạn xóa nó đi. Mình sẽ đặt tên nó là Gia Huy đi. Đây. Mật khẩu của mình nó là đặt theo số điện thoại của mình luôn, 0966986190. Đây. Đây hiện tại thì cái tên tên mới và cũng như là mật khẩu mới của mình đây, mình đã đặt xong rồi. Bấm xong này. Các bạn sẽ nhấn tiếp vào cái mũi tên này. Đây, nó yêu cầu nó hỏi là các bạn là có
có đồng ý để kết thúc quá trình này không, thì các bạn sẽ bấm vào cái nút xanh xanh này. Nếu các bạn đồng ý thì các bạn nút xanh xanh, các bạn chưa đồng ý các bạn bấm quay lại nhé. Sau khi các bạn đã hoàn thành rồi thì các bạn sẽ bấm vào nút xanh xanh này để đợi cho nó khởi động lại cái bộ phát wifi này. Quá trình khởi động của nó mất từ khoảng từ 10 đến 15 giây, các bạn lưu ý nhé, mất từ khoảng 10 đến 15 giây thì nó cứ quay như này, các bạn không cần để ý đó, kệ nó quay. Các bạn sẽ ra ngoài, thoát ra ngoài, thì trong quá trình nó đợi đợi nó khởi động thì nó sẽ khởi động trên phần mềm rồi, thì nó sẽ chạy thẳng đây. Sau khi kết thúc quá trình khởi động thì chúng ta sẽ bấm vào phần mục cài đặt đây. Thì hiện tại các bạn đã thấy này, cái Mecosit của mình vẫn còn này, đây là chẳng còn nó lag thôi. Đây hiện tại cái Gia Huy lúc nãy mình đặt nó đã lên rồi này. Để bây giờ thì tiến hành dò lại cho nó chắc chắn thì mình sẽ tắt cái wifi này đi và mình sẽ bật lại cái wifi này để xem cái Mecosit nó còn không nhé. Đây hiện tại thì hết lag rồi, Mecosit nó mất rồi. Cái Gia Huy của mình sẽ bấm vào cái Gia Huy này. Mình sẽ nhập cái mật khẩu mình vừa đặt 0966986190. Ok, đây đúng mật khẩu luôn các bạn nhé. Đây bắt được thành công rồi. Ok các bạn nhé. Bây giờ thì chỉ cần các bạn có thể cắm một cái dây LAN từ bộ phát wifi bất kỳ thôi. Đây ví dụ như mình cắm từ cái bộ wifi tenda mình cắm sang thì các bạn sẽ cắm vào cái cổng WAN này đây. Thì thế là chúng ta có thể truy cập được vào mạng thôi. Tên và mật khẩu thì các bạn đã đặt rồi, các bạn lưu ý nhớ giúp mình, không có mất công đặt xong rồi không nhớ đi cài đặt lại. Đây tại thì đã thành công rồi. Tới đây thì mình đã hướng dẫn các bạn cách reset cũng như là cài đặt lại cái cấu hình cho bộ phát wifi Mecosit